Website đào tạo Forex xin gửi đến nhà đầu tư những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường để nhà đầu tư có thể theo dõi và nhìn nhận được các giá trị này trên thị trường giao dịch Forex. Khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex thì bản thân các bạn phải thấy rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường từ chính những người thầy. Họ phải ra, họ phải chứng minh, họ phải giao dịch thực tế cho bản thân các bạn trên thị trường giao dịch Forex. Khi mà các bạn không thấy được những điều này trên thị trường, tuyệt đối các bạn không được tham gia mà giao dịch ở trên thị trường. Và để không tham gia được khóa học như vậy trên thị trường, mọi giá trị kiến thức ở trên thị trường giao dịch Forex đều phải... Tâm ơi! Tâm ơi!